Thứ nhất là chào cờ Việt Mỹ, phút mặc niệm. Sau đó chúng tôi làm lễ tưởng nhớ đồng đội, có văn tế và có dân hoa lên bàn thờ Tổ quốc. Kế đến phần phát biểu của các liên trường lực lượng đặc biệt, và sau đó là chương trình văn nghệ gồm có các hội đoàn có những bài hợp ca và đơn ca, và chúng ta có phần giao lưu kế tiếp đó nữa. Thì chương trình của chúng tôi dự trù là sẽ khai mạc từ 7 giờ, bây giờ đó là 7 giờ, và sẽ chấm dứt lúc 11 giờ. Xin quý vị ở lại để mà theo tham dự với chúng tôi cho thấy nhiều chót. Bây giờ xin mời tất cả các quân nhân mặc đồ, mặc quân phục của các đơn vị xin đứng bên phải tôi, đi lên trên đây, xin quý vị lên trên này đứng để chuẩn bị, chúng ta là chuẩn bị làm lễ chào cờ. Và phía bên trái tôi xin mời ban hợp ca của lực lượng đặc biệt và các quân nhân của binh chủng lực lượng đặc biệt mặc quân phục đứng bên trái, xin chúng ta đứng làm hai hàng, nữ đứng trước, ban hợp ca đứng trước và nam đứng sau. Mời các em hậu duệ chuẩn bị lên trên này luôn. Nữ đứng trước, nam đứng sau. Xin mời tất cả những quý vị quân nhân có quân phục nghiêm chỉnh. Xin mời liên trưởng Bách Hồng lên trên này. Xin mời cùng hướng về phía lá quốc kỳ biểu tượng của miền Nam tự do Việt Nam Cộng hòa. Oh,
30 năm chấm dứt. Đẹp xuống! Xuống! Quốc ca Hoa Kỳ. Liên quân! Súng chào! Bắt! Quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Hoa Kỳ chấm dứt. Đẹp xuống! Xuống! Tiếp theo là phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Phút mặc niệm cũng nhớ đến, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt nữ của con dân Việt Nam chúng ta. Phút mặc niệm cũng để tưởng nhớ đến những quân cán chính đã cùng chung lý tưởng chống cộng sản để bảo vệ miền Nam tự do. Phút mặc niệm cũng để tưởng nhớ đến các quân nhân đồng minh đã hy sinh xương máu để bảo vệ miền Nam tự do. Và đặc biệt ngày hôm nay, phút mặc niệm cũng để tưởng nhớ đến các quân nhân lực lượng đặc biệt đã anh dũng hy sinh trong chiến trường Việt Nam trước năm 75. Phút mặc niệm bắt đầu. Xuống truy điệu. Chấm dứt. Tiếp theo đây, xin mời các em hậu vệ cho đi xuống. Bên phải, quay. Đằng trước, bốc.